Nani chakalang samarakhitabang Thưa Phật tử, sau khi tọa trì tâm quy một giờ nay tâm bảo rồi, phải lắm mình hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Phàn tê, dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng như dị giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng như dị giới, được giải thoát trong nước bạn cũng như dị giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử phải làm thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thú lành thay, con xin sám hối trước tâm bảo. Uttamang ghe na wan de hang pa da pang sung varuttamang Bute yo khalito do so puto khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha duy thang va rang tham me yo khali to do so tham mo khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha duy tho tamang chang khe yo khali to do so sang kho khamatu tang hoa mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và chúng con kính cùng thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Sự lạc mình mê bụt thá sẽ thô tà lì bụt tô chá đáp khí nè hoa mạ ăn xe mộc ra la nô bụt gà tô bí đá tà thế dòng bạch chí mê mà mạ an an đô khí nà sá hoa chá tô tí xa. Samanta loka bala ti inda dewa sapam makai te sanga pawe na sabbe phayao bhattava neka antaraya pivina santu ase sa tu Đức Phật ngự trên đầu quay mặt xá lợi Phật quay trái chuyện liên hầu trước mặt là tâm tạng sau lưng anh an chầu bốn phương a la hán để thích lục phạm thiên do lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt. Số thà là thô số kịch thổ Bruno hô bồ tát ca thân e ro hô số kịch thổ hôi ta tập bê nhà thứ vị ta thật tha số kịch thảo Bruno hô bồ tát ca thân e ro ca số kịch thả hôi ta tập bê nhà thứ vị tề thật là tha số kịch thảo Bruno hô bồ tát ca thân e ro ca số kịch thả hôi ta ta tập bê thì nhà tị phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú sa lành thầy, nhà con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi ku sa la kam mang ka ta bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no
Katang punya palang mai hang sape phagi phawan tu te. Ye tang katang suy di tang din nang punya palang mai ya ye chata thana cha nan ti de wa gan tua ni ve da yung. Sape lo kam ye sa ta chi wan ta ha he tu ka. Manunyang pho chanang sa pe la phan tu mama che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thật, xin hãy tỏa thích nhận phần phước Phật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đàng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đàng vô tâm mê pu nhàng à sa hoa kha yô hoa hàng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Thời gian đọc bài lại tâm từ. Sabe puratimaya disaya sata avera suhi huntu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabe puratimaya anudisaya sata avera suhi huntu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, vui. Sabe dakhinaya disaya sata avera suhi huntu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabe dakhinaya anudisaya sata avera suhi huntu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabe pachimaya disaya sata avera suhi huntu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabe pachimaya anudisaya sata avera suhi huntu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disaya sata avera suhi huntu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya sata avera suhi huntu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya sata avera suhi huntu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya sata avera suhi huntu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe sata avera huntu sukhita huntu niduka huntu abhyapaccaya huntu
Anikha hồn tu tì kha yukha hồn tu aroga hồn tu sampati samichan tu sukhi atanang pariharan tu dukha patta chani dukha taya patta chani phaya soka patta chani soka hồn tu sape pipa nino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy. Con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và thọ trì, xin thọ trì quy giới. Con xin hồi hướng phần phước này đến với chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con, và xin chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Và bây giờ đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng, con kính nhường bích lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sang Khai. Trước tiên xin lễ chư tôn Thiền Đức Tăng trong những Việt Nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý vị sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam, thiện nữ, thiện hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 353. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ông Đức Tam Bảo Ratana Taya Sawanda Mi Bhutto Mahesi Arahang Tathagato Lo Puttamo Sapakaro Jethaku Lo Kassasatha Janatam Mako Vido Vanda Mahantang Arapu Chanay Yakan Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Tri Thức Không Đâu Sánh Bằng Thoát ly phiền não trói chăng, tôi thường vô chủ, trí năng vô lượng. Từ để Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lệnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Thầm mô bất đi bồ, giá tá sá sáp thu nô lô ca, nó mình thá sá quý nàng khá rô cô, sáp bành nhu bút thập bất đi phụ, thị sành nhá tô hoành đà, má hành tầng lá rá phù. Cái này giác cần pháp bảo vi ơn vàng như lai soi sáng rập màn vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh để dẫn phật tổ quân minh rõ ràng. Con xin lãnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu ý xuất thô thu khách ta sa sa quốc vô sức ta chúc ca mô ra thầm mất sức khách hô niên đà bất sân xà lý hà nà lá rô quá rô quanh đà mất hành tân lá rô phù. Cái này giác cần đăng bảo trên bơ Phật là tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa liệt hiểu pháp phàm nhân ai bị. Con xin lệ lệ tăng hy đáng cho công chúng nhớ đi cúng dường. Ra tận lạc tư gia tê chê nế thê ca mê ê tu quá thà năng ta xà bi a nú khoa quê nế ta hạ xà dê nế sê chà tu. Cầu xin ta bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ chúc Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Dạ phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 353. Thường thường thì chúng tôi đọc trước
giọng kinh, giọng kệ xong, quý vị sẽ cứ theo đó mà làm việc ha. Phân tích trường âm, đoạn âm, đọc giọng kinh, giọng kệ. Khi đó chúng tôi mới phân tích về từ vựng ha, rồi ý nghĩa của duyên sự. Nhưng mà hôm nay quý vị tự xử để thấy rằng dù chúng tôi có hướng dẫn hay là không có hướng dẫn, quý vị nhìn vào bài học, quý vị vẫn tự tin để thể hiện cái bản lĩnh của mình ha. Rồi hôm nay thì khác với những hôm trước, quý vị nhìn vào bài học và quý vị có thể rằng có thầy cũng được, không có thầy cũng được, bởi vì chúng ta đứng vững trên đôi chân của chính mình. Quý vị làm được đó, chắc chắn à. Rồi bây giờ câu Phật con 353, chúng tôi chỉ đọc qua một lần ra và giao lại cho quý vị ha. Sabba bhikkhu sabba viddho amasmi sabbe sutthambe su anuppalitto palitto ha sabbancaho tanhakkhaye vimutto yiyang apinyaya kamuddhisayang. Đọc lại ha. Sabba bhikkhu sabba viddho amasmi sabbe sutthambe su anuppalitto sabbancaho tanhakkhaye vimutto yiyang apinyaya kamuddhisayang. Ta hồng phục tất cả, ta đã biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả ái diệt tự giải thoát, ta tự mình thắng tri, ta gọi ai là thầy ta ha, ta gọi ai thầy ta. Rồi bây giờ xin mời quý vị hôm nay thì cùng có một chút việc ha, trong vấn đề tăng sự của chùa, cho nên để lại cho quý vị coi như tự giải quyết vấn đề ha. Rồi bây giờ xin mời Sư Kim trước. Con xin kính chào Sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con liều mạng làm trước sư. Sư con mời sư đi làm công chuyện với sư ha, để tụi con tự xử thanh toán này đi sư. Con thấy sư này cũng mệt rồi đó sư, đọc không có thấy giọng khỏe đó sư. Dạ con mời sư làm công chuyện đi uống nước đó sư, đi uống trà uống nước gì đó. Quý vị nghe rõ ha, 1 2 3 4 5 năm người vậy, âm thanh nghe rõ ha. Thôi đọc ha. Tự xử với nhau ha, tự đọc, tự phê bình, tự làm hết ha, để tôi liều mạng làm trước nha quý vị. Bữa nay con xin nói thanh toán, sư nói mình du đảng. Thanh toán có nghĩa là mình làm hết rau trội đó mà. Nó vậy chớ vui vậy mà. Dạ, con xin đọc Kinh Pháp Cú câu 353. Đọc kinh, đọc kệ, phân tích vậy đó, đại khái vậy ha. Kinh Pháp Cú câu 353. Sabba bhikkhu sabba viddho amasmi sabbe sutthambe su anuppalitto sabbancaho tanhakkhaye vimutto sayang abhinnaya kamuddhisayang. Đọc lần nữa ha. Sabba bhikkhu sabba viddho amasmi sabbe sutthambe su anuppalitto
sắp bành cha hồ tăng hấp khá về quý mút tô xá dân áp bình nhà giá khá mút đi xây dân. À, câu số 1, câu số 2 phân tích. Sáp trường âm nhắn, ba trường âm thông thường, thí trường đoạn âm, phu trường âm thông thường. Hồi nãy tôi nói làm lại nha, như tôi đọc tú tú tâm vô bài tôi nghĩ tùm lum tùm la, nó nghĩ giờ sư đang làm gì đó. Sorry sorry, xin lỗi nha, đọc lại nha. Sapa people, sapa widow, hamasmi. Sap là trường âm nhắn, ba là trường âm thông thường, phí đoạn âm, phu trường âm thông thường. Sap trường âm nhắn, phá bá quý là hai đoạn âm, du trường âm thông thường, há đoạn âm, mas trường âm nhắn, mí đoạn âm. Câu số 2, sap trường âm nhắn, b trường âm thông thường, xú đoạn âm, thăm trường âm nhắn, mê trường âm thông thường, xú á hai đoạn âm, nhu trường âm thông thường, phá đoạn âm, trường âm nhắn, tô trường âm thông thường. Sắp bà bí phù, sắp bà quý đù, há mát mí, sắp bề, xú thầm mê, xú á nù, phá lít tô. Câu 3, câu 4. Sắp bành cháu hồ tăng, sắp bằng cháu hồ tăng, hấp khai về quý múc tô. Sắp là trường âm nhắn, bành trường âm nhắn, chá đoạn âm, hô trường âm thông thường, tăng trường âm, tăng hấp là hai trường âm nhắn, khá là đoạn âm, dê trường âm thông thường, quý đoạn âm, mút trường âm nhắn, tô trường âm thông thường. Câu số 4, xá đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, pin là trường âm nhắn, nha trường âm thông thường, giá khá là hai đoạn âm, mút trường âm nhắn, đí đoạn âm, say trường âm nhắn, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mà bữa nay tôi bỏ cái dèo vô cùng mắt tôi, nó hơi mờ mờ, đáng lẽ bỏ buổi tối mà tại tối tôi bỏ quên, giờ sáng bỏ vô mắt hơi mờ mờ, đọc cũng phải cẩn thận một chút ha. À, bây giờ đọc lại bốn câu lại. Sắp bà people, sắp bà quý đù, há mát mí, sắp bề, xú thầm mề, xú á nù, phá lít tô. Sắp bành cha hồ tăng, hấp khai về, quý múc tô, xá dân, á bình nhà, giá khá múc, tí xây dân. Bây giờ đọc kệ, đúng rồi đọc kệ, đọc kinh xong rồi giờ đọc kệ. Sapa bhu sapa vidu hamasmi sapa su thamme su anu palito sapang cha ho tang hap kha ye vimukto sayang apinya yakamukti sayang. Sap đọc lên lần nữa. Sapa bhu sapa vidu hamasmi sapa su thamme su anu palito sập bằng cha hô tăng hấp kha về quy mục tô xà văn a binh nha gia kha mục đi xây văn. Ta hàng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta tự bỏ tất cả, ái diệt tự giải thoát, đã tự mình thắng trí, ta gọi ai thầy ta. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thấy, sáng sớm là đi bỏ cái gieo đó cho, tại vì mấy bữa rày trời nó nóng á, như lại nó khô á, con mắt bị dị ứng á, đi ra nó hay bị ngứa, tối rồi bỏ cái gieo đó vô á, để cho nó bừng bị ngứa đó, tối ngủ luôn à. Cái sáng quên, sợ lấy cái bỏ vô, giờ nó nhè mắc cười quá. Thôi thầy bữa nay sư thấy thi thương mệt á, ông đọc ông lẹ nhè, cái tội nghiệp quá ha. 80 mấy tuổi rồi quý vị, 4-5 giờ sáng thức dậy lo đọc kinh tam bảo triệt giới, rồi đi lo tụng kinh trong chùa cho mấy ông sư nhập hạ đó. Chợ không biết tôi lúc 80 tuổi tôi làm được vậy, người ta bây giờ cũng mệt mỏi quá. Thấy mấy người tu hành nó cũng cực khổ quá chứ, thấy không, đâu phải dễ đâu, phải tinh tấn đủ thứ đó. Thôi cảm ơn quý vị cho bông qua nha, mời quý vị khác kế tiếp nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí thức.
Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc câu pháp cú 353, câu 1, câu 2. Sát bà phi phù, sát bà vi đù ha mát mi sát bề su thầm mề su a nù ba lít tô. Sát trường ân nhấn 3, trường âm thông thường, phí bản âm, phu trường âm thông thường, sát trường âm nhấn, bá ví hai đoạn âm, đu trường âm thông thường, há đoạn âm, mát trường âm nhấn, mí đoạn âm, sát trường âm nhấn, b trường âm thông thường, xú đoạn âm, thăm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, xú á hai đoạn âm, nu trường âm thông thường, bá đoạn âm, lít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Sát bà phi phù, sát bà vi đù, ha mát mi, sát bề, su thầm mề, su a nù, pa lít tô. Câu 3, câu 4. Sát bành cha hồ, tành ha kha dề, vi mút tô, sa dặn, á phình nhà, gia ca mút, đi xây dặn. Sát trường âm nhấn, banh trường sát banh là hai trường âm nhấn, chá đoạn âm, hô trường âm thông thường, tanh trường âm tanh, hát là hai trường âm nhấn, há đoạn âm, dê trường âm thông thường, ví đoạn âm, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, khá đoạn âm, giang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, phin trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, giá đoạn âm, cá đoạn âm, mút trường âm nhấn, bí đoạn âm, xây trường âm nhấn, giang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Sát bành cha hồ tành hát kha dề bí mút tô xa giang á phình nhà gia ca mút ti xây giang. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 353. Sát bà phi phù, sát bà vi đù, ha mát mi, sát bề, su thầm mề, su a nù, pha lít tô. Sát bành cha hồ, tành hát kha dề, vi mút tô, sa dặn, a phình nhà, gia ca mút, đi xây dặn. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con xin đạo tràng sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Siêu Trí Đức. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin trả bài câu Phật ngôn số 353. Chị ơi, để em kéo xuống cũng được, chị khỏi boss. Sắp bà phi phù, sắp ba huy đù, ha ma ni sắp bề su thầm mề su a nù ba lít tổ sắp bành cha hồ tàn hắc kha dề quy mút tổ sa sa dằng a phìn nhà gia ca mút đi xây dằng sắp bà phi phù sắp ba quy đù ha ma mi sắp bề su thầm mề su a nù ba lít tổ sắp bành cha hồ tàn hắc kha dề quy mút tổ sa dần a phìn nhà gia ca mút đi xây dần. Dạ, anh xin phân tích ạ. Sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, phu là trường âm thông thường. Sắp là trường âm nhấn, bá quý là hai đoạn âm, đu là trường âm thông thường, há là đoạn âm, mas là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, thăm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, xú á là hai đoạn âm, nu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, sắp banh là hai trường âm nhấn, chá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường,
tan hắc là hai trường âm nhấn, khá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thường, xá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, phinh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá, cá là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, xây là trường âm nhấn, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đó, xin đọc lại ạ. Sắp bà phi phù, sắp ba quy đù, ha ma mi sắp, bề su thầm, mề su a nổ, nụ pa li tổ. Sắp bành cha hồ, tàn hắc kha dề quy mút, tổ sa dần, a phìn nhà, gia ca mút, đi xây dần. Sắp ba phi phu, sắp ba quy đu, ha ma mi sắp bê su thăm, mê su anu ba li tô. Sắp bánh chan hô, tàn hắc kha dê quy mút tô. Sa giang a phin, nhà gia ca mu ti say giang. Sắp ba phi phu, sắp ba quy đu, ha ma mi sắp bê su thăm, mê su anu ba li tô. Sắp bánh cha hô, tàn hắc kha dê quy mút tô. Xa giang a phin, nhà gia ca mô đi xây giang. Dạ con đã đọc phân tích và kệ xong. Dạ con có sai, kính xin đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ anh xin xuống mic, kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, kính chào, kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính chào toàn thể đạo hữu. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 353. Sáp ba phi phù, sáp ba vi đù, ha mát mi, sáp bề su thầm, mề su anu pa li tô. Sáp bành cha hồ, tăng hắc kha dề, quý mút tô, sa dần a phình nhà, giá ca mút đi xây dần. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sáp bà phi phù, sáp bá vi đù, ha ma mi, sáp đề su thầm, mề su an nù pa li tô. Sáp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, phu là trường âm thông thường, sáp là trường âm nhấn, bá quý hai đoạn âm, đù là trường âm thông thường, há là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, mí là đoạn âm. Sáp là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, xú á hai đoạn âm, nu là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, sáp bà phi phù, sáp ba ghi đù, ha mát mi, sáp đề xú thầm, nề xú a nù pa lít tô. Và câu 3 và câu 4. Sắp bành cha hồ tằng hắc kha dề quy mút tồ sa dằn a phình nhà giá ca mút đi xì dằn. Sắp bành là hai trường âm nhấn. Chá là đoạn âm. Hô là trường âm thông thường. Tăng ha là hai trường âm nhấn. Khá là đoạn âm. Dê là trường âm thông thường. Quý là đoạn âm. Mút là trường âm nhấn. Tô là trường âm thông thường. Xá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ác là đoạn âm, á là đoạn âm, phin là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá, cá, hai đoạn âm, mú là trường âm nhấn, mút là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, xây, xê là trường âm nhấn, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sát bành cha hồ tăng hắc khá dề quý mút tồ xá dần áp phình nhà giá ca mút đi xây dần. Dạ con xin đọc kệ. Sát ba phi phu, sát ba vi đu, ha mát vi.
sabbe sutam nesu anupalito sabbancaho tanghakaye vimuto sayang afing nyaya kamut di sayang sabba fifu sabba vidu hamasmi sabbe sutam nesu anupalito sabban chaho tang hakaye vimuto sanga phing nhà ya ca mut di say yang. Dạ con xin hết, có gì sai xin các đạo hữu sửa giùm ạ. Dạ cảm ơn các đạo hữu đã lắng nghe. Dạ cảm ơn Chis Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ xin xuống mic xin nhiều người kế tiếp ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 353. Sappa phi phu sappa vi du hamas mi sappe su tham me su anu balito sappan cha ho tan hak kha ye vi mut tô sa dằng á phin nhà gia ca mút đi xây dằng. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Sắp bà phi phù sắp bà quý đù hà ha mát mi sắp bề su thầm mê su á nù ba lít tô. Sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, phu là trường âm thông thường. Sắp là trường âm nhấn, bá, quý là hai đoạn âm, đu là trường âm thông thường, há là đoạn âm, mas là trường âm nhấn, mí là đoạn âm. Số 2, sắp là trường âm nhấn, bê là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, sú, á là hai đoạn âm, nu là trường âm thông thường, bá đoạn âm, lít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Sắp ba phi phù sắp ba quy đù hamas mi sắp bề su thầm mê su a nu ba lít tô. Và câu số 3 và câu số 4. Sắp bành cha hồ tăng hắc kha dê quy mút tô sa dằng á phin nhà gia ca mút đi xây dằng. Sắp là trường âm nhấn, banh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tanh, hắc là hai trường âm nhấn, khá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, xá đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, phin là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, giá, cá là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, xây là trường âm nhấn, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại. Sappa phi phù sappa vi du hamas mi sappe su tham me su anu balito sappan cha ho tan hak kha ye vi mut to sa yang a phin nha ya ka mut di say yang. Và con xin kệ. Sappa phi phù sappa vi du hamas mi sappe su tham me su anu balito sappan cha ho tan hak kha ye vi mut to sa yang a phin nya ya ka mut di say yang sappa phi phu sappa vi du hamas mi sappe su tham me su anu balito
Sappancha ho tanhakhaye vimutto Sayang afin nyayakamudisayang. Dạ con đã đọc xong, dạ con có sai xin nhờ đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin mời cô Thanh Hoàng ạ. Dạ con kính để lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính để lễ Ngài Trí Đức, con kính để lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính để lễ đạo tràng. Con xin đọc câu Kinh Pháp Cú 353. Sắp bà phi phù sắp bà quy đồ ha mas mi sắp bề su tham mê su anu palit tổ sắp bành cha hồ tàn hắc kha dề quy mốt tổ sàng a phìn nha. A phìn nha ca mốt đi xây dặn. Sắp bà phi phù sắp bà quy đồ ha mas mi sắp bề su tham mê su anu palit tổ sắp bà sát bành cha hồ tàng hắc tàn hắc kha dề vi mô tổ sa dạng a phìn nhà gia ca mô đi xây dạng. Con xin phân tích câu 1 câu 2 ạ. Sát bà phi phù sát bà quy đồ ha mas mi sát bề su tham mê su anu palito. Sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, phu là trường âm thông thường, sắp là trường âm nhấn, thá quý là hai đoạn âm, đu là trường âm thông thường, há, há là đoạn âm, mas là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, sắp là trường âm nhấn, bê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, thăm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, xú, á là hai đoạn âm, nu là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Câu 3, câu 4. Sát bành cha hồ tàng hắc kha dề quy mút tổ sa dạng a phìn nhà gia ca mút đi xây dạng. Sát là trường âm nhấn, sát băng là hai trường âm nhấn, giá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tan là trường âm, tan hắc là hai trường âm nhấn. Khá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, quý là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Xá là đoạn âm, giang là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, phin là trường âm nhấn, nhá là đoạn, nhá là trường âm. Giá, cá là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, đí là trường đoạn âm, xây là trường âm nhấn, răng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại cả bài. Sát bà phi phù sát bà quy đồ ha mas mi sát đề su tham mê su anu anu palito sát bành cha hồ tàn hắc kha dề quy mút tổ sa dạng a phìn nha gia a phìn nhà gia ca mốt đi xây dựng. Sát bà phi phù sát bà quy đồ ha mas mi sát đề su tham mê su anu palito sát bành cha hồ tàn hắc kha dề quy mốt tổ sa dạng a phìn nhà gia ca mốt đi xây dựng. Sát bà phi phù sát bà quy đồ ha mas mi sát đề su tham mê su anu anu palito sát bành cha hồ tàn hắc kha dề quy mút tổ sa dạng a phìn nha cha ca mút đi xây dạng. Dạ con xin hết, con xin kính mời quý đạo tràng sở giúp cho con ạ. Con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con kính cảm ơn quý đạo tràng. Dạ sa thú, sa thú, kính cảm ơn Sích Thanh Hoàng. Dạ cảm ơn Huynh Giang Nhật Hạ, tiền vũ cho Nhật Huynh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Huynh kính lễ quý bà, quý cô tương nữ. Nhật Huynh kính chào đạo tràng.
Dạ cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thanh Hoàng cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Và Nhục Bình kính mời quý vị nào chưa đưa bàn tay để trả bài thì kính mời bàn tay quý vị ạ. Dạ, có một lúc Nhục Bình không có trước máy nên cũng không có tặng hoa và cũng không biết vị nào đã đọc, vị nào chưa. Nếu vị nào chưa có trả bài, Nhục Bình kính mời bàn tay ạ. Dạ, trong khi chờ đợi thì Nhục Bình xin được trả bài trước. Ô, sa thú, mời Tina trả bài trước nha. Dạ thưa con, kính chào Tam Bảo, kính đảnh lễ sư Trí Đức và kính chào đạo tràng. Dạ thưa con xin đọc bài. Sapa Pipu Supa Vitu Hamasmi Sapa Su Thamme Su Anupa Lito Sapang Chaho Tăng Hạ Khá Dê Vì Mưu Tô Sát Dân A Phi Nhất Dạ Khăm Mê Đi Xây Dân Sát Bà Phi Bù Súc Bà Vi Tù Hà Mát Mì Sát Bê Sù Thầm Mê Sù A Nụ Phá Lý Tô Sát Bằng Chạ Hồ Tăng Hạ Khá Dê Vì Mưu Tô Sát Dân A Phi Nhất Dạ Khăm Mê Đi Xây Dân. Dạ thưa con xin phân tích sắp trường âm nhấn và trường âm thông tường phi trường đoạn âm phu trường âm thông thường sub trường âm nhấn và pavi hai đoạn âm trường âm thông thường ha đoạn âm ma trường âm nhấn mi đoạn âm sắp trường âm nhấn b trường âm thông thường su đoạn âm thâm trường âm nhấn mê trường âm thông thường su hai đoạn âm xin lỗi su á hai đoạn âm nư trường âm thông thường phát đoạn âm lý trường âm nhấn tô trường âm thông thường sắp bằng hai trường âm nhấn chá đoạn âm hô trường âm thông thường tăng ha hai trường âm nhấn khác đoạn âm dê trường âm thông thường ví đoạn âm mức trường âm nhấn tô trường âm thông thường xây đoạn âm dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm á đoạn âm phi trường âm nhẫn nha trường âm thông thường giác khắc hai đoạn âm nữ trường âm nhẫn tri đoạn âm say trường âm nhẫn dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm xin con xin đọc lại sapa pipu supa vidu hamasmi Sappe su tham me su anupalito sappang cha ho tang ha kha ye vi muto sat yang api nya ya kham me di say yang sappa pipu supa vidu hamasmi sappe su tham me su anupalito sappang cha ho tang ha kha ye vi muto sat yang api nya dạ khẩm mi đi xây dân dạ thưa con xin hết con chưa biết tập kệ dạ cảm ơn Ma Phật Tha giá hình như Thanh Hoàng muốn cầm mic phải không Thanh Hoàng? Dạ cảm ơn Giang Dứt Hạ Thiện Vũ Ca Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Thanh Hoàng ơi, Thanh Hoàng phải muốn cầm mic không hay là bấm nhầm? Dạ cảm ơn Kim Nhung Ca Nhục Quỳnh một tín hiệu. Dạ nếu mà muốn cầm mic thì Nhục Quỳnh kính mời. Bị dính.
chắc bị dính hả? À, dạ, không sao, dạ. Tại Nhục Bình sợ Thanh Hoàng muốn cầm mít, chuyện làm lỗi là bình thường, với bị dính không có gì hết. Dạ, sa thú, cảm ơn Tina rất là nhiều, vậy là giỏi lắm rồi. Mặc dù có sai nhưng mà chuyện sai không thành vấn đề, mình từ từ thì cháu nó như thôi. Dạ không sao, thì lúc nào ngài có trước máy ngài sẽ sửa cho Tina thì sẽ mình sẽ dễ nhớ hơn. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời vị nào chưa có mà trả bài thì kính mời bằng tay quý vị ạ. Dạ, trong khi chờ đợi con xin trả bài trước để một hồi con lại bị rầy. Sắp ba phi phù, sắp ba quy đồ, hamas mi sắp bề su thầm mê su anu ba lích tờ. Sắp bành cha hồ tành hát kha dê quy mút tờ sa dân a phin nhà gia ca mút đi say dân. Sắp ba phi phù, sắp ba quy đồ, hamas mi sắp bề su thầm mê su anu ba lích tờ. Sắp bành cha hồ tình hát khai về vi mút tờ sa dân a phình nhà gia ca mút đi say dân. Sắp bà phi phụ sắp ba vi đồ hamát mi sắp bề su thầm mê su anu ba lích tờ. Sắp bành cha hồ tình hát khai về vi mút tờ sa dân a phình nhà gia ca mút đi say dân. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, phí đoạn âm khu trường âm thông thường. Sắp trường âm nhấn, bá quý hai đoạn âm, đu trường âm đọc theo. Đu trường âm thông thường, há đoạn âm, mát trường âm nhấn, mí đoạn âm. Sắp trường âm nhấn, bê trường âm thông thường, sú đoạn âm. Thông trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, sú á hai đoạn âm, nu trường âm thông thường, bá đoạn âm, lít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Sắp bà phi phù, sắp ba quy đồ, hà mạt mi sắp bề sú thầm mê sú anu ba lít tô. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sắp trường âm nhấn, banh trường âm nhấn, chá đoạn âm, hô trường âm thông thường, tranh trường âm nhấn, hát trường âm nhấn, khá đoạn âm, dê trường âm thông thường, quý đoạn âm, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, xá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, phình trường âm nhấn, nga trường âm thông thường, giá cá hai đoạn âm, mút trường âm nhấn, đí đoạn âm, say trường âm nhấn, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắp bàn cha hồ tành hạch kha dê vì một tờ sa dân a phiền nhà gia ca mút đi xây dân. Dạ, con xin ôm lại hết 4 câu. Sắp bà phi phù, sắp ba quy đồ, ha mát mi sắp bề sú thầm mê sú anu ma lịch tờ. Sắp bành cha hồ tành hát khá dê vì một tờ xa dân á phình nhà giá ca mút đi xây dân. Ta hàng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào. Ta từ bỏ tất cả, ái diệt tự giải thoát. Đã tự mình thắng tri, ta gọi ai là thầy ta. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con xin được cậy. Sáp bà phi phu sáp bà vi đô ma hát ma mát mi sáp bê su thăm mê su anu ba lịch tô. Sáp bánh cha hô tanh hạt khai dê vì mùa tô xa dân a phin nha và ba mốt đi xây dân. Sạp ba phi phu sạp bà quy đô
Hamat mi sa be su tham me su anu balik to sa ban cha ho tan hat khaye vi mu to sa yang a phin nha ya ca muot đi sai yang. Dạ, con đã đọc xong, con có đọc sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Dạ, Nhật Quỳnh thành kính tri ân quý ngài và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Ồ Hà ơi, Hà đã trả bài chưa Hà? Hà trả bài chưa Hà ơi? Alo, alo, Hà có trả bài không? Chưa. Dạ, chưa, mời bằng tay người đẹp nha. Dạ Nam mô Bụt Tha, dạ Nam mô Tham Mai, dạ Nam mô Sang Kha, dạ dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào đại tràng. Dạ con xin trả bài. Sắp bà phi phù sắp ba vi đồ ha ma mi sắp bề su tham mề su anu ba li tổ sắp bành cha hồ tằng ha khai về quy mút tổ sa dặn a phình nhà gia ca mút đi sề dặn sắp bà phi phù sắp ba quy đồ ha mas mi sắp đề su thầm đề su a nu ba lít tổ sắp bành cha hồ tằng hát khai về quy mút tổ sa dặn a phình nhà gia ca mút đi sề dặn. Sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, phí là đoạn âm phu, trường âm thông thường. Sắp là trường âm nhấn, ba quý là hai đoạn âm, du là trường âm thông thường, há là đoạn âm, mas là trường âm nhấn, mí là đoạn âm. Sắp ba phi phù, sắp ba quý, du ha mas mí. Sắp là sắp bề su thầm mề su a nu ba lít tổ. Sắp là trường âm nhấn, bề là trường âm thông thường, su là đoạn âm, thầm là trường âm nhấn, mề là trường âm thông thường, su á là hai đoạn âm, nu trường âm thông thường, ba đoạn âm, lít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Câu 3, câu 4. Sắp bành cha hồ tăng hát khá về quý mút tổ sa dần a phần nhà gia cá mút đi xây dần. Sắp là trường âm nhấn, sắp bành là trường âm hai trường âm nhấn, chá đoạn âm hồ trường âm thông thường, tăng trường âm nhấn, tăng hát là hai trường âm nhấn, khá đoạn âm về trường âm thông thường, quý đoạn âm mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Sắp bành cha hồ tăng hát khai về quy mút tổ sa dần a phình nhà gia ca mút đi xây dần. Xá là đoạn âm văn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á đoạn âm, phình là trường âm nhấn, nhà trường âm thông thường. Giá cá là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, xây là trường âm nhấn, dần là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa bành cha hồ tằng hát tha về quy mút tổ sa dần a phình nhà gia ca mút đi xây dần. Con xin đọc lại bốn câu. Sắp ba phi phù sắp ba quy đù ha mas mi sắp bề su thầm mề su a nu ba lít tổ sắp bành cha hồ tằng hát tha về quy mút tổ sa dần a phình nhà gia ca mút đi xây dần. Con xin kể. Sắp ba phi phú sắp ba quy đủ. Dạ dạ con xin sám hối. Con xin kể lại. Sắp ba phi phú sắp ba quy đủ hà mát mi sắp bề su thâm mê su a nu ba lịch tổ sắp bành cha hố tăng hắc ca về ngực mục tô xá dạng a phình nha ya
ca mít đi sư dặn. Dạ, con xin trao mít cho vị kế tiếp, dạ con có sai xin ngài sư. Nam mô Bích Tha giá, dạ không biết ở đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được coi. Con là người cuối rồi hả? Ồ, còn vị nào chưa nãy giờ Thanh Thủy nè, có lên chưa? Nhật Quỳnh đang rà tiếp không biết. Chị Meta có trả bài chưa mà cũng không có thấy. Còn trong đạo tràng quá, dạ quý vị còn thấy chị Meta trong đạo tràng chưa? Còn Hậu nữa hả? À, Hậu ơi, Hậu có trả bài được không? Ở đằng sau hè của chùa Phước Quang, sao mà chậm dữ vậy, có trả bài được không Hậu ơi? Cố gắng lên, Hậu lúc này cũng tiến bộ lắm rồi, như vậy là quá tiến bộ rồi. Rồi, mời Hậu nha. Nam mô Bụt Thà Đá, Nam mô Tham Đá, Nam mô Sang Khà Đá. Con kính đảnh lễ ngài, thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức. Con thành kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng và quý bà của cô tu nữ, và kính chào toàn thể các hiện hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 353 và phân tích. Sắp bà phi phù, sắp bà vi đù, sắp ba vi đù ha mắc mi. Đây là câu số 1. Câu số 2: sắp bề su thầm mề su an nu á nu bá lít đồ. Sắp bề su thầm mề su a nu ba lít đồ. Câu số 2. Câu số 3: sắp bành cha hồ tàn hắc kha rê, tàn hắc kha rê vi mút tô. Đó là câu số 3. Câu số 4: xây rằng a phình nhà ra ca mốt đi xây rằng. Con xin phân tích câu số 1. Sắp bà phi phù, sắp ba vi đù ha mắc mi. Sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, phi là đoạn âm, phu là trường âm thông thường, sắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ví, bá ví là hai đoạn âm, đu là trường âm thông thường, há, há là đoạn âm, mắc là trường âm nhấn, mi là trường âm thông thường, trường âm là đoạn âm, sắp là trường âm. Câu số 2: sắp là trường âm nhấn, b là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, thăm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, á là đoạn âm, nu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Câu số 3: sắp bành cha hồ tần ha kha rê vi mút tô. Sắp là trường âm nhấn, bành là trường âm nhấn, cha chá là trường âm thợ, chá là trường âm, là đoạn âm,
hô là trường âm thông thường. Cá mút đi xây răng. Cá là đoạn âm, mút là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, xây là trường âm nhấn, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Sắp ba phi phù, sắp ba, sắp ba vi đù ha mắc nghi, sắp bề su thầm mề su a nù ba lít tô, ba lít tô. Sắp bành cha hồ tàn tăng tàn tăn hắc kha rê vi mút tô. Xây rằng a phình nhà ra ca mút đi xây rằng. Dạ con xin hết, con xin chúng con có sai thì mong đợi ở sư trí đức chỉ cho con và đạo tràng chỉ có cho con xin dùng mic ạ. Dạ con xin đảnh lễ ngài trí đức, con xin kính chào đạo tràng, con xin không tích câu Phật môn 353. Sắp bà phi phù, sắp bà quý đù hamas mí. Sắp là trường âm. Sắp bê su thầm mê su a nu su a nu ba li tô. Sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, phu là trường âm thông thường. Sắp là trường âm nhấn, bá quý là hai đoạn âm, đu là trường âm thông thường, há là đoạn âm, mas trường âm nhấn, mí đoạn âm. Sắp là trường âm nhấn, bê sú, bê là trường âm thường, sú là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, sú đoạn âm, á đoạn âm, nu trường âm thông thường, bá đoạn âm, lít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Sắp ba phi phù, sắp ba quy đù hamas mi, hamas mi sắp đề su thầm mê su a nù ba lít tô. Sắp sắp ba phi phù, sắp ba, sắp bà phi phù, sắp bà quy đù hamas mi, sắp hamas mi, sắp bề su thầm mề su anu ba lít đồ. Sắp bành cha hồ tăng hắc khai dề quy mút tồ, sa dặn á phình nhà gia ca mu đi xây dặn. Sắp là trường âm nhấn, banh trường âm nhấn, chá đoạn âm, hô trường âm thông thường, tăng trường âm, tăng trường âm nhấn, hát trường âm nhấn, khai khá đoạn âm, dê trường âm thông thường, quý đoạn âm, mút trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, xá đoạn âm, dăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, phinh trường âm thông thường, phinh là trường âm nhấn, na là trường, nha, nha là trường âm thông thường, giá, cá là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, đí đoạn âm, xây trường âm nhấn, dăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại hai câu 3-4. Sắp bành cha hồ tăng hắc kha về quy mút tồ, sa dần á phình nhà gia ca mút đi xây dần. Sắp bành cha hồ tăng hắc kha về quy mút tồ, sa dần á phình nhà gia ca mút đi xây dần.
Con xin đọc lại bốn câu. Sắp ba phi phù sắp ba quy đù ha mas mi ba. Con xin đọc lại. Sắp ba phi phù sắp ba quy đù ha mas mi sắp bề su thầm bề su anu ba lít đồ sắp bành cha hồ tầng sắp tần cha hồ tần hắc kha về quy mút tù sa dần a phình nhà già a phình nhà gia ca mút đi xây dần sắp bà phi phù sa ba quy sắp bà phi phù sắp ba quy đù hamas mi sắp về sắp bà phi phù sắp ba quy đù hamas mi sắp bề su thầm bề su anu ba li tổ sắp bàn cha hồ tầng hát kha về quy mút tổ sa dần á phình nhà gia ca mút đi xây dần. Tôi xin đọc lại lần nữa. Sắp bà phi phù sắp ba quy đù hamas mi sắp bề su thầm bề su anu ba lít tù sắp bành cha hồ tầng hắc kha về quy mút tù sa dần a phình nhà gia ca mút đi xây dần. Dạ con đọc xong con xin xuống mít lại. Dạ, con xin, dạ quý vị có nghe âm thanh con được không? Dạ, xin cảm ơn, cho xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 353. Sắp bà phi phù sắp bà vi đù ha mát mi sắp bề su thầm mê su anu ba lít tù sắp bành cha hồ tàn hát khá dề vi mút tù sa dần áp bình nhà gia ca mút đi xây dần. Dạ, cái bài nó chạy vậy. Sắp bà phi phù sắp ba vi đù hamas mi. Cái sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, phí là đoạn âm, phù là trường âm thông thường. Sắp là đoạn âm, bá ví là hai đoạn âm. Sắp là trường âm nhấn, bá ví là hai đoạn âm. Đu là trường âm thông thường, há là đoạn âm, mas là trường âm nhấn, mí là đoạn âm. Sắp bề su thầm mề su anu ba lít tù, sắp là trường âm nhấn, bê là trường âm thông thường, su là đoạn âm, đâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, su là đoạn âm, á là đoạn âm, nu là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, lít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. À, để con kéo nó lên. Sắp bằng cha hồ tầm hát kha về vi mút tô. Chữ sắp là trường âm nhấn. Chữ bằng là trường âm nhấn. Chữ chá là đoạn âm. Chữ hồ là trường âm thông thường. Tầm là trường âm nhấn. Chữ hát là trường âm nhấn. Chữ khá là đoạn âm, chữ dê là trường âm thông thường, chữ ví là đoạn âm, chữ mút là trường âm nhấn, chữ tô là trường âm thông thường. Sa dần a phình nhà gia ca mút đi xây dầm, đi xây dần. À, chữ xá là đoạn âm, chữ dần là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chữ á là đoạn âm. Chữ phình là trường âm nhấn, chữ nha là trường âm thông thường, chữ giá là đoạn âm, chữ cá là đoạn âm. Chữ mút là trường âm, chữ mút là trường âm nhấn, chữ đí là đoạn âm, chữ xây là trường âm nhấn, chữ dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại hết nguyên bài, và nếu mà con có sai chỗ nào xin sư già
các bạn trong lớp chỉ giùm con. Sắp bà phi bù sắp bà vi đù ha mát mi sắp bè su đầm mè su a nù ba lít tù sắp bành cha hồ tàn hát ca dề vi mút tù sa dằn á phình nhà gia ca mút đi xây dằn. Dạ con xin hết, xin mời vị kế tiếp. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sích Thanh Hoàng. Sích Đàm An. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ, tại Nhật Quỳnh thấy Thanh Hoàng nhảy lên trên. Cái đích của Sích Đàm An nên Nhật Quỳnh làm, xin đạo tràng hoàn thị cho. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Đàm An cho Nhật Quỳnh viết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào Sích Tô Thị Phụng mới vào đạo tràng, Tô Thị Phụng. Phải không? Dạ, Nhật Quỳnh có đọc sai thì chắc tên cho Nhật Quỳnh sửa giùm nha. Dạ, nếu mà Tô Thị Phùng có thể cầm mic, có thể trả bài cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh sẽ phúng hả? Tô Thị Phúng hả? Dạ, cảm ơn Giang Nhật Hà. Dạ, xin mời đưa bàn tay lên để Nhật Quỳnh phát bài lên để đọc ạ. Dạ, còn vị nào chưa đưa bàn tay không? Hồi nãy, lúc nãy, Nhật Quỳnh thấy bàn tay của học trò 68 tuổi nè, có đưa lên. Bích ế à, phúng à. Dạ, cho cái học trò 68 tuổi lại có đưa bàn tay, rồi sao bây giờ không đưa nữa. Dạ, kính mời học trò 68 tuổi, trong dung mình nhiều người lớn tuổi quá phải không quý vị? Alo, alo, phải không? Hà thì tới 420 tuổi, đó thấy chưa, thấy Hà lớn tuổi ghê không? Mà còn đọc bài được, quý vị thấy quá giỏi không quý vị? Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ. Dạ, bây giờ thì con không còn thấy bàn tay của vị nào nữa. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. À. Nam Mô Bụt Thà, dạ. Dạ, bây giờ Ngài có thể trở lại đạo tràng chưa bạch Ngài. Ngài cho con xin một tín hiệu ạ. À. Xin 568 ạ. À. Nhật Quỳnh, ở đây đó, Nhật Quỳnh lay của Ngài Trí Đức đó. Ngài Trí Đức nói cái đích của Nhật Quỳnh là 109 tuổi lần đó quý vị. Nên bây giờ Nhật Quỳnh không gì bắt đầu. Dạ, còn đồng anh thì có 45 tuổi thôi. Còn Xích Hà là dài nhất luôn, 420 tuổi luôn quý vị. Dạ, dạ một lần nữa con cũng thỉnh Ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. À. Dạ, Ngài có thể trở lại đạo tràng chưa bạch Ngài? Hồi nãy Ngài giao đạo tràng cho chúng con tự xử, bây giờ con tự xử rồi. Bây giờ con cũng thỉnh Ngài trở lại ạ. À. Rồi, không thấy nhúc nhích gì hết, tính sao đây? Bình Nhật, Giang Nhật Hà và đạo tràng tính sao đây? Tính sao cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu để Nhật Quỳnh tính chứ? Dạ. Yeah. Nhật Quỳnh không có kệ được mà 443, nhưng mà Nhật Quỳnh thấy Quỳnh Giang Nhật Hà kể 443 hay quá, cho Nhật Quỳnh kể thử nha quý vị, trong khi chờ đợi Ngài trở lại máy nha. Đồng ý không? Đồng ý cho Nhật Quỳnh kể thử không quý vị? Nếu đồng ý thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, kể thử 443 thử ra. Dạ. Dạ, thấy Quỳnh Giang Nhật Hà kể hay quá nên bắt chước. Sapa phi phu sapa vidu hamatmi sape su tham me su anu balik to sap ban cha ho tan hat kha ye vi mu to sa yang a pin nha ya kamut đi say dân sa ba phi phu sa ba vi đô ha ma at mi sa bê su tham mê su anu ba đít tô sa ban cha ho tành hát kha dê vi mô tô sa dân a phin nha và ca mô đi say dân.
Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ, bây giờ con cung thỉnh một lần nữa, con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. À. Nam Mô Bích Thai giá. Rồi, vậy là ngài không có trở lại đạo tràng rồi. Thôi, bây giờ quý vị cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhật Quỳnh phải làm sao đây quý vị? Dạ, quý vị có thể lên chia sẻ bài học hay là làm gì đây? Mời bàn tay. Quỳnh Giang Nhật Hà có ý kiến coi. Dạ, mời Quỳnh Nga. Chị Kim thanh toán hả? Ờ, đó, đúng rồi. Dạ, mời Kim, mời Xích Hà lên, trong thời gian này lên luyện đi. Dạ, rung thì luyện cho hết rung cũng như. Dạ, kính chào Quỳnh Thính Pháp về vào đạo tràng. Dạ, còn nếu mà hậu chùa Phước Quang á, mà lúc nãy có rung á, thời gian này có thể cho mình cầm mic trở lại để mình tập. Nhật Quỳnh nói thật lòng với quý vị là chỉ có mình cầm mic ở trên này nè, mình mới đọc bài, mình mới tự tin được. Còn mình đọc ở dưới, mình đọc 100 lần không bằng đọc ở đây 2-3 lần đâu. Không có rung mà đọc sai đó nghe. Hà, đọc sai đó, mà lúc nào vị nào lên cầm mic, Nhật Quỳnh cũng tặng 3 cái hoa lý do. Quý vị cầm mic là một điều rất là an vui rồi. Nên còn chuyện sai đúng thì có đạo tràng và có ngài tí được sửa. Nhật Quỳnh không có sửa. Dạ, tại vì cái tai Nhật Quỳnh á, nghe cũng không chính xác luôn. Dạ, nghe cũng không có chính xác đâu, nên là Nhật Quỳnh không có dám sửa ai hết là vậy đó. Tại vì quý vị biết rồi, mắt mờ tai điếc rồi, nên mình nghe mà không có chính xác á, mình sửa vô tình mình làm không đúng, nên là Nhật Quỳnh không sửa là vậy. Nhưng mà Nhật Quỳnh hồi nãy nghe Hà đọc hơi sai sai đó nha. Phải không Quỳnh Giang Nhật Hà và Kim Nhung? Nhật Quỳnh thấy Kim Nhung và Quỳnh Giang Nhật Hà là nghe rất là thính. Nhà Nhật Quỳnh thì không có. Bây giờ chỗ nào hả? Quỳnh Giang Nhật Hà. Chỗ nào lên chỉ đi Quỳnh Giang Nhật Hà. Xích Hà sửa đi. Mình bổ túc cho nhau để mình đọc đúng câu Phật ngôn, mình có phước. Quỳnh Giang Nhật Hà bàn tay đâu rồi? Nhật Quỳnh mời Quỳnh nha. Nè, bây giờ Hà lên đọc lại đi. Hà lên đọc lại rồi mình tự mình nhìn, mình biết mình sai liền Hà. Rồi nếu mà yêu cầu thì quý vị trong đạo tràng có thể lắng nghe. Dạ, lắng nghe để có thể sửa cho mà Xích Hà. Hồi nãy Nhật Quỳnh nghe, Nhật Quỳnh nói rồi. Mắt mờ tai điếc mà, đừng tin Nhật Quỳnh. Dạ, mời Hà nha. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ cô Nhật Quỳnh ơi, cái này là cô hại con. Tại bây giờ con mà đọc rồi là còn rung hơn nữa, thì không biết đạo tràng đang nghe. Người ta chết rồi, cái này là chỉ cách chết thôi. Dạ, con không biết, con đọc lại. Sắp bà phi phù, sắp bà vi đù, hà mát mi sắp bề su thầm bề su a nu ba lít. Sắp bành cha hồ tăng hát ca về quý mút tổ sai dặn a phình nhà gia ca mút đi xì dặn. Dạ, yeah. Chắc đọc thêm lần nữa chứ. Dạ, đầu chàng nghe mà có sai chỗ nào chỉ cho con. Sắp bà phi phù sắp. Sắp bà phi phù sắp bà vi đù ha mát mi sắp bề su thầm mề su a nu ba lít tô sắp bành cha hồ bằng hát khai về quýt mút tô xa dặn á phình nhà gia ca mút đi xây dặn nu a nu ba lít tô. Dạ, rồi xong để coi là con có viết sai không ha, có dấu mà
Dạ, có dấu đọc là nu. Sapawi du hamasmi anu ba đức tô. Dạ, dạ, đọc lại. Đọc lại câu số 2. Sắp bê su thầm mê su a nụ ba lít tổ. Sắp bành cha hồ tăng hát kha dê quý mút tổ. Sa dặn a phình nhà gia ca mút đi xây dặn. Rồi, đọc thêm nữa nhé. Sắp bà phi phù sắp ba quy đồ ha mát mi sắp bê su thầm mê su a su a nụ ba lít tô sắp bành cha hồ tăng hát ca dê quý mút tô sa dặn a phình nhà gia ca mút đi xây dặn. Dạ rồi con xin trao mít rồi, bây giờ con có sai thì phải ai mà anh Giang Nhật Hảo phải lên cầm mít nha. Đâu có, tại cái điện thoại này nó nhỏ quá nên mình không thấy rõ. Dạ rồi con trăm hết lại cô Quỳnh Đồng Phương, con không nói nữa đâu. Nhật Quỳnh thấy quý vị mà trả bài bằng điện thoại, Nhật Quỳnh phải nói là bái phục luôn á. Nhật Quỳnh mà cho Nhật Quỳnh cái điện thoại rồi biểu mà đọc bài trả bài thì Nhật Quỳnh thôi xin đầu hàng hai tay hai chân luôn, chứ để hai tay không. Mai là cái máy vi tính này mà Nhật Quỳnh phải lấy chữ cỡ lớn Nhật Quỳnh mới đọc được. Đấy mà chữ nhỏ nhỏ, ví dụ như chữ Vượng Vinh của Giang Nhật Hà nè, là Nhật Quỳnh là phải ngồi sát vô, nhìn sát vô. Nên hết quả gì mắt mờ tay điếc quý vị ơi. Vậy là giỏi lắm rồi. Rồi vợ sao, vợ có biển mắc cỡ ra đọc bài không? Bây giờ cầm bích đọc bài được không có biển? Ở gần biển rồi cứ ra hứng gió không mà không có chịu đọc bài gì hết trơn á. Alo, alo. Có biển, ở gần biển lắm quý vị. Gần biển lắm, mát lắm. Dạ, sáng sớm đi ra ngoài biển mát ơi là mát luôn. Em còn ngơ ngơ. Dạ, Nam Mô Bích Hà. Dạ, thôi bây giờ mời mời vị nào lên cầm mic đi. Dạ, nhà mời vị nào lên cầm mic đi. Ai còn chưa có yên lòng với cái bài hôm nay thì kính mời quý vị cứ đưa tay lên ôm đi. Có thời gian rồi. Bây giờ chắc ngài Trí Đức đi ngủ rồi quý vị ơi. Dạ, chắc đi ngủ rồi. Bỏ con giữa chợ rồi. Dạ, cảm ơn. Dạ, mời comment nha. Ngài chưa giảng từ vựng mà cũng chưa có đọc duyên sự luôn nè mình ơi. Mà chắc ngài đi ngủ rồi. Dạ, nên là bỏ con dưới chợ luôn rồi. Bây giờ đạo tràng tính sao? Alo, alo, đạo tràng quý vị tính sao? Ngài chưa đọc duyên sự thì mình mà lỡ quở ngài, ngài cho ăn cháo lương mất công lắm nha. Nên thì thôi, bây giờ tính sao Quỳnh Giang Nhật Hà? Kim Nhung, vậy nào đưa bàn tay lên đi, xích kim. À, có lý à nghe. À, xa thú. Dạ, chính mời nghe xích tàu thiệu phụng. Xin lỗi nha. Alo, alo, alo. Dạ, kính chào. Alo. Dạ, dạ. 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 Dạ.
chú cô Trương Mỹ. Kính chào tất cả anh chị. À, cũng là một thành viên mới hôm nay cũng xin đọc bài đầu tiên. Nếu có gì chị xin mời tất cả anh chị em ở trong room chị vào room. Sắp và tí hồ sắp ba vi đồ ha na sme sắp bề su thầm mẹ su a nụ ba li tổ sắp bèn cha hội tầng hát xa về viết mút tổ xa dặn áp tình nhà gia ca mút vi xây dặn. Sắp bà phi phụ sắp bà vi đồ ha ma mi sắp bề su thầm mẹ su a nụ ba li tổ sắp bèn cha hồ tành hát kha về vi mút tổ sa dặn áp hình nhà gia ca mút ti xây dặn. Chúng xin đọc lại hình nữa. Sắp bà phi phù sắp bà vi đồ ha ma mi sắp bề su thầm mề su a nụ ba li tổ sắp bèn cha hồ tành hát kha về vi mút tổ sa dặn áp hình nhà gia ca mút đi xây dặn. Dạ chúng xin đọc xong mà cũng không biết kệ. Nam mô Bích Thà Giá và Nhật Quỳnh thấy Sích Phụng không có xuống mít được nên Nhật Quỳnh xin phép được thả mít xuống nha, đừng buông Nhật Quỳnh nha. Dạ cảm ơn Thiên Vũ, cảm ơn Giang Nhật Hà, Kim Dung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và Nhật Quỳnh biết là Tô Thị Phụng mà Tô Thị Phụng không có thể thả mít nên Nhật Quỳnh xin phép. Dạ Nam mô Bích Thà Giá, rất là xa thú, lần sau cứ tiếp tục đi rồi sẽ thả được thôi. Dạ Quỳnh Giang Nhật Hà có thể viết tên vài chữ cho Sích Phúng biết được để dạ chúng biết được để chúng cầm mic và có thể chỉnh âm thanh to một chút, đọc vậy là giỏi lắm rồi. Dạ mới mà như vậy là giỏi rồi. Một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng cho chúng con học từ vựng và duyên sự câu pháp quốc kinh số 353. Dạ một lần nữa con thành kính cung thỉnh ngài cho con một tín hiệu ạ. Ngài không cho con tín hiệu thì chúng con giống như trong đạo tràng lúc nãy đã nói là tụi con đóng cửa đình công luôn đó. Dạ dạ không có sao là chúng con đóng cửa đình công luôn. Tại vì ngài đem con chúng con bỏ chợ rồi. Nếu mà lên chia sẻ đó, nói mà không có đúng đề tài, nói lan ban ở cái room Phật giáo Nam Truyền này bị người khác khê bình, là cái room Phật giáo mà lên nói toàn là cái chuyện lan ban sang đàn mất thời gian, muốn vô nghe thì nghe toàn là gì đâu. Nên hôm trước cũng đã bớt hết 30 phút rồi, bây giờ thì cũng rất là vừa với đạo tràng rồi. Mà nếu mà ngài bỏ không có thời gian để cùng chúng con giảng duyên sự và tư vấn thì đạo tràng có đồng ý với Nhật Quỳnh không? Mình khép cửa room sớm, mình nghỉ sớm không quý vị? Hả?
hay là muốn nghe băng nha, thì tùy quý vị. Nếu muốn nghe băng thì Nhật Quỳnh mở băng. Còn nếu mà học trò 68 hồi nãy Nhật Quỳnh có mời rồi mà hình như không có cầm mic được nha. Muốn nghe băng thì Nhật Quỳnh để băng. Còn nếu vị nào muốn chạy không? nếu mà vị nào muốn cầm mic thì cứ cầm mic. Nhật Quỳnh quý ngài không có giảng bài thì Nhật Quỳnh cũng xin chạy. Chứ chừng nào quý vị sinh hoạt xong thì Nhật Quỳnh trở lại đóng mic. Xin ra luôn hả? Rồi, chiếc tá mô sưng cũng ra luôn. Dạ, vậy thì đạo tràng tính sao cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, ai cũng xin nghỉ sớm, vậy con xin phép. Đạo trai Quỳnh Giang Nhật Hà thấy sao? Dạ, đạo tràng thấy sao? Một là Nhật Quỳnh sẽ mở băng nghe tiếp, hai là sẽ đóng cửa rung. Dạ, cho Nhật Quỳnh một ý kiến đi. Thì rời máy rồi. Dạ, nghỉ sớm hay không thiện phục? Dạ, rồi. Dạ, vậy là mình đóng rung ha. Dạ, dạ, trước khi đóng rung thì Nhật Quỳnh xin phép được hồi hướng chư thiên. Rồi mình trời rung nha quý vị. Nam Mô Bích Tha. Dạ, do phước báo mà chúng con đã ôn hoài Pháp Cú Kinh số 353. Chúng con thành kính dâng đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tôn đức pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ họ dùng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng huynh nhân ni bana sabat cha yo ho tuk. Y đăng huynh nhân ni bana sabat cha yo ho tuk. Y đăng huynh nhân ni bana sabat cha yo ho tuk. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và an vui lâu dài. Chúng con thành kính lãnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, hỗ trợ đạo tràng kệ kinh và hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài chí đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính mời với anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rơm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu. Hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam Mô Bích Tha. Giá con kính chúc quý ngài, Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam Mô Bích Tha. Giá Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sang Kha. Dạ, dạ, con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kinh, sau đó chúng con xin phép được khép cửa rơm. Kính chào tạm biệt đạo tràng. Dukkha Samudayo Ariya Satchang Jayang
tan ha po na pha quy ca nan di ra ga sa ha ga ta 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 nan di ni say yat thi đăng ca ma tan ha pha qua tan ha quy pha qua tan ha ca ta mạnh chắc phi khả quê đô ca sa na yo a ri ya sa chăng ya yang tan ha bo na pha quy ca nan di ra ga sa ha ga ta 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 phi nan di ni say yat thi đăng ca ma tan ha pha qua tan ha quy pha qua tan ha tam mạnh chắc phi khả quê đô ca sa mu da yo ariya sa chang ya yang tan ha bo na pha quy ca nan di ra ga sa ha ga ta 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 phi nan di ni say yat thi đăng ca ma tan ha pha qua tan ha quy pha qua tan ha ca tam mạnh chắc phi khả quê đô ca sa mu da yo ariya sa chang ya yang tan ha bo na pha quy ca nan di ra ga sa ha ga ta 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 phi nan di ni say yat thi đăng ca ma tan ha pha qua tan ha quy pha qua tan ha ca tam mạnh chắc phi khả quê đô ca sa mu da yo ariya sa chang ya yang tan ha bo na pha quy ca nan di ra ga sa ha ga ta 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 di phi nan di ni say yat thi đăng ca ma tan ha pha qua tan ha quy pha qua tan ha ca tam mạnh chắc phi khả quê đô ca sa mu da yo ariya sa chang ya yang tan ha bo na pha quy ca nan di ra ga sa ha ga ta 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 phi nan di ni say yat thi đăng ca ma tan ha pha qua tan ha quy pha qua tan ha ca tam mạnh chắc phi khả quê đô ca sa mu da yo ariya sa chang ya yang tan ha bo na pha quy ca nan di ra ga sa ha ga ta 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 phi nan di ni say yat thi đăng ca ma tan ha pha qua tan ha quy pha qua tan ha ca tam mạnh chắc phi khả quê đô ca sa mu da yo ariya sa chang ya yang tan ha bo na pha quy ca nan di ra ga sa ha ga ta 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 phi nan di ni say yat thi đăng ca ma tan ha pha qua tan ha quy pha qua tan ha